Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tập 7 của Hâm Mộ Với những diễn biến đang rất là gây cấn và căng thẳng Ở tập 6 thì chúng ta đã dừng lại Ở chi tiết là hai cô học sinh Lý và Tiên Trong đó Lý là cô gái có khả năng nhìn thấy hồn ma của chúng ta Đến trường và tìm hiểu về cái chết của cô bé Trúc Còn Lý thì học phụ đạo Tuy nhiên thì tại trường đã xảy ra rất là nhiều những hiện tượng kỳ bí, như là Lý và các bạn cùng lớp nhìn thấy một là bóng ma màu trắng và điện ở trường thì bị mất, bác bảo vệ thì bị đánh ngất, bạn Tiên cũng bị đánh ngất. Và hiện tại gần nhất là sóng điện thoại của các điện thoại của các bạn ở trong lớp là không liên lạc được. Vậy thì chúng ta cùng đến với diễn biến của tập 7 tiếp theo ngay sau đây qua giọng đọc địch duy tại sao lại như vậy rõ ràng mới cách đó mấy phút cô còn gọi được cho tin tại sao bây giờ cả bảy chiếc điện thoại đều đồng loạt mất sóng mọi chuyện càng lúc càng rối rắm khó hiểu nhưng tạm gác lại tất cả thắc mắc nghi vấn qua một bên điều quan trọng bây giờ chính là tất cả phải ra khỏi trường trước đã lý trấn an mọi người các bạn tuy hai bác bảo vệ đã bất tỉnh nhưng chìa khóa cổng vẫn ở trên bàn chúng ta đến đó mở cổng rồi rời khỏi đây việc còn lại tính sau phải ra khỏi trường trước đã Mọi người đều đồng ý với ý kiến của Lý. Đông người nên nỗi sợ cũng đã giảm đi nhiều. Nhóm bạn nhanh chân tiến về phía phòng bảo vệ. Khi các bạn đi được mấy bước, thì toàn thân Lý nổi da gà, tóc gáy dựng đứng. Một luồng khí lạnh đang bao trùm lấy cơ thể cô. Hai chân của Lý không thể cử động nổi. Lúc này, Lý nghe thấy một giọng nói khẽ thỏ thè phía sau lưng mình. Ở lại Chơi với tớ chút nữa đi Các bạn ơi Đừng đi mà Giọng nói đó vang lên một cách lạnh lẽo Nó giống như âm thanh vọng lên từ địa ngục Và Lý biết Thứ âm thanh này Giống như những gì mà cô từng được nghe Một người đã chết nói vọng về Người đó là bác công Nhưng đây là giọng của một cô gái Không chỉ vậy Giọng nói này khiến cho con người ta phải thấy ớn lạnh, kinh sợ. Thấy Lý đứng im, tiên quay lại hỏi. Bộ sao vậy? Đi nhanh đi chứ. Lý biết tiên không nhìn thấy thứ đang ở sau lưng của cô. Lý cố gắng nói với bạn. Bộ đi, đi đi. Dây dài tôi bị tuột, tôi sẽ chạy theo ngay. Bộ còn phải lấy xe mà. Tiên gật đầu. Vậy nhanh lên nhé, tôi đi lấy xe, tiên quay lương đi lý đứng sững người như trời trồng thứ gì đang phả hơi lạnh buốt ngay sau gáy của cô tiếng nói đó khẽ thì thầm vào tai cô lạnh buốt đi đi chơi với mình đi bạn là người duy nhất thấy mình mà phải không mình cô đơn quá mình buồn quá. Và rồi hai bàn tay gầy trơ xương, nhơ nhấp máu, đang bắt đầu quàng qua cổ cổ lý. Nó từ từ vươn dài xuống phần ngực, phần eo, rồi nó bám lấy cả phần chân của cô. Lý biết, thứ này không giống như hồn ma của bác công. Nó đáng sợ, nó ghê rợn, kinh dị hơn rất nhiều lần nó khiến cho cô cảm thấy khó thở nhưng đột nhiên thứ đó kêu ré lên a à! lý thấy cơ thể mình không còn bị trói buộc nữa chân tay cô đã có thể cử động lý vùng chạy thoát ra khỏi khoảng tối đen như mực ấy và khi quay lại nhìn lý mới thực sự hoảng sợ chỗ cô và mọi người vừa đứng nói chuyện chính là nơi được cho là xác của cô gái tên Trúc, tự tử, bị dập nát. Trước mặt Lý lúc này là một đống bầy nhầy, đen ngòm, nhơ nhớp. Nhô ra từ trong đống bầy nhầy ấy là một cái đầu với mái tóc đen nhánh, ướt sũng máu đang chảy ra, cùng với hai cánh tay lều khều các khớp xương vặn vẹo, không theo một quy luật nào cả. Đôi mắt trắng ờn từ cái đầu đó vẫn đang nhìn trầm trầm vào Lý Miệng nó nói Cậu cũng ghét mình sao Đừng đi mà <laughs> Khi nó nhoèn miệng cười Cũng là lúc Lý kinh hãi bỏ chạy Lý từng nhìn thấy hồn ma của bác công Thậm chí cô từng giúp bác công hoàn thành tâm nguyện còn giang dở Và đã có lúc Lý nghĩ rằng mình có khả năng đặc biệt Cô có thể nhìn thấy linh hồn của người đã chết Tuy nhiên Lần này mọi thứ đã thay đổi Thứ mà cô đang nhìn thấy Vô cùng đáng sợ Nó thực sự khiến cho Lý kinh hãi tột độ Lý biết Đó chính là hồn ma của cô gái tên Trúc kia Nhưng cô ta khiến cho Lý thấy hoảng loạn Chạy ra đến phòng bảo vệ Chắc có lẽ nhóm bạn đã đánh thức được hai bác bảo vệ, nên mọi người đang đứng đó cố gắng giải thích với hai bác bảo vệ. Khựng lại, Lý quay đầu nhìn về phía khoảng sân trường ban nãy. Lúc này không còn thứ gì ở đó nữa. Đã hơn 10 giờ tối. Mặt tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Lý lại gần thì nghe thấy hai bác bảo vệ nói với mọi người. Thôi được rồi, các cháu cứ về đi, Hai bác sẽ đi kiểm tra lại một vòng. Còn chuyện ma quỷ, mấy đứa chúng mày đừng có hù bọn bác, cổng còn khóa trong thế này thì dù có trộm cũng không thoát được. Thôi, đi về đi, muộn lắm rồi đấy. Tiên gọi tí. Về thôi, nhanh lên nào. Giờ được ra khỏi trường là điều mọi người vui mừng nhất. Cả nhóm học sinh lên xe rồi nhanh chóng rời khỏi trường học. Lý trên đường về thi thoảng vẫn ngó lại đằng sau xem thứ đó có bám theo mình không. Nhưng thật may là không có gì cả. Lúc này, Lý mới Sực nhớ ra, ba đô của mình vẫn còn để trên lớp 12A1. Sờ vào túi quần, Lý thấy có gì đó cồm cộm. Ra đó là chiếc vòng tay mà bố mẹ đưa cho cô. Lý khẽ thở phào. <laughs> may quá, mất chiếc vòng, chắc không biết ăn nói với bố mẹ thế nào. Lần sau mình phải cất cẩn thận ở nhà mới được. Rốt cuộc thứ đó là sao nhỉ? Liên hỏi, thứ gì cơ? Bộ đang nói cái gì vậy? Lý vội làng đi, ờ không có gì, tôi nói bâng quơ thôi. Tiên tiếp, mà này, nãy trên lớp đó, mấy bộ nhìn thấy ma thật à? Cái trâu nó sợ lắm, nó sợ như vậy tôi nghĩ nó không nói dối. Rồi còn chuyện bày chiếc điện thoại không có sóng cùng lúc nữa, khó hiểu thật đấy, không lẽ có ma thật? Lý thở hắt ra, sự việc xảy ra trong trường tối nay chắc chắn có gì đó bất thường con ma mà, mà lý cùng nhóm cán bộ lớp nhìn thấy bên ngoài cửa sổ hành lang không phải là ma lý chắc chắn điều đó nó tuy rất đáng sợ nhưng nó không phải là ma lý không thể giải thích cảm nhận của mình nhưng nếu không nói về vấn đề cảm nhận thì lý vẫn tin chắc rằng cái bóng trắng tóc dài bên ngoài cửa sổ ấy không phải ma quỷ bởi ma quỷ thực sự là thứ mà Lý vừa nhìn thấy trên sân trường. Khi mọi người tụ tập đông đủ, Lý định giải thích về con ma trên lớp học cho mọi người, đặc biệt là Châu, yên tâm, thì Lý lại gặp phải ma quỷ thực sự. Hồn ma của Trần Thanh Trúc, người được cho là đã tự tử cách đây 5 năm. Nhưng, tại sao cô ta lại đáng sợ đến như vậy? Đang suy nghĩ thì tiên nói khiến Lý giật mình. Liệu mai dòng chữ tôi vẫn còn sống có xuất hiện không nhỉ? Lý đáp. Bị như thế mà bố vẫn chưa sợ à? Bố bị đánh ngất đi đấy. Bố có làm sao chắc tôi hối hận đến chết mất. Tin cười. Nhưng cuối cùng tôi có sao đâu. Tiếc cái máy quay tôi à. Cái đó đắt lắm đấy. Nhưng chẳng hiểu sao. Tôi cứ có cảm giác ngờ ngợ một thứ gì đó mà giờ không nhớ được. Mà thôi, đừng nói với hai chuyện này nhé. Không tôi quê lắm. Lý khẽ lắc đầu tiên vẫn luôn đơn giản đến bàng quang như vậy nhưng đôi khi như vậy cũng lại hay bởi tiên không suy nghĩ quá nhiều về những gì đã xảy ra lý thì lại khác sự việc xảy ra tối nay cùng với thứ ma quỷ mà cô nhìn thấy tất cả khiến cho lý suy nghĩ rất nhiều dù đã cố gạt nó đi nhưng lý không thể ngừng tưởng tượng đến thứ đó đây đã là lần thứ hai lý nhìn thấy hồn ma bóng quế của một người đã chết với những gì đã qua trong tối hôm nay, liệu rằng mọi chuyện sẽ dừng lại? Tất nhiên là không. Tại trường học lúc này, hai bác bảo vệ đang đứng trước cửa phòng hiệu trường, hệ thống điện đã hoạt động trở lại. Dưới ánh đèn pin đang soi trên tường của phòng hiệu trường, một mùi tanh nồng nặc đặc trưng của máu khẽ bốc ra. Dòng chữ viết trên đó vẫn chưa khô hẳn, máu đỏ vẫn dì xuống bức tường. Tôi vẫn còn sống Một bác bảo vệ nghiến răng nói Khốn kiếp Năm nay là năm thứ ba rồi Càng ngày Kẻ gây ra chuyện này càng quá đáng Ngày mai phải nói làm sao đây Rồi thêm việc đám học sinh kia biết chúng ta đã bị trúc thuốc mê nữa chứ Thật điên rồi Người còn lại ngơ ngác Sao lại năm thứ ba Chẳng lẽ chuyện này đã từng diễn ra rồi à Bác bảo vệ kia thở dài ơi à, vào ngày này dòng chữ này lại xuất hiện trong trường lần này là lần thứ ba rồi chú mới vào làm chưa được một năm không biết là phải thế chú không nhớ hôm nay đích thân hiệu trưởng dặn ca trực chúng ta phải lưu ý thật kỹ còn gì ơi à, chắc tôi bị đuổi việc quá không được rồi phải thông báo cho hiệu trưởng biết ngay thôi vụ này mà để chuyên ra ngoài là chết cả nút đấy ơi à, tên điên nào ám ngôi trường này vậy không biết sáng ngày hôm sau khi học sinh đến trường đều đọc thông báo được dán trước cổng toàn trường nghỉ buổi sáng bởi lý do khách quan và chẳng hiểu từ đâu những bức ảnh được cho là chụp trên tường ngoài phòng hiệu trưởng đã được tung lên mạng cùng bài viết ngôi trường ma ám hay cái chết của nữ sinh hoặc lời nguyên của người chết tất cả lan tỏa một cách chóng mặt khi trong bức ảnh là dòng chữ được viết bằng máu động vật tôi vẫn còn sống. Sự việc khiến cho nhà trường phải điêu đứng. Không giống với hai năm trước, lần này thông tin bùng nổ, dư luận xôn xao, cộng với những bài viết từ lều báo đơm đặt. Trường của Lý đã phải nhờ công an mở rộng điều tra. Nhóm của Lý có mặt trong trường ngày hôm đó cũng bị lấy lời khai. Nhưng tất cả đều không rõ ràng. May mắn sao, cộng đồng mạng luôn chỉ sôi sục trong vài ngày. Sau đó, với quan hệ của trường, mọi việc đã lắng xuống, trên mạng những bài viết được quan tâm cũng không còn nhưng với cá nhân lý trời này vẫn chưa dừng lại sau buổi tối hôm ấy dù vô tình hay cố ý khi lý nhìn thấy thứ đó thì thêm một lần nữa cô đã vướng vào rắc rối một tuần sau. Hôm ấy trời mưa phùn, sau buổi học sáng, chiều hôm đó Lý cũng có buổi học thêm đầu giờ chiều tại trường. Vì trời mưa, nên Lý quyết định sẽ ở lại trường, xuống căng tin, ăn chút gì đó rồi chiều học luôn. Cả tiên cũng vậy. Tối hôm đó từ trường quay về nhà, Lý đã rất sợ. Cô sợ rằng sau này khi đến trường, cô sẽ phải nhìn thấy thứ kinh dị ấy. Nhưng lạ thay, đã trôi qua một tuần, Lý không thấy gì cả. Tuy nhiên, có vẻ như mặc dù những tin đồn có liên quan đến ngôi trường đã bị nhấn chìm, thì tất cả những ai có mặt tại trường ngày hôm đó đều vẫn còn hoang mang. Tiên và Lý vừa ngồi xuống, cũng là lúc châu lớp trường cùng một bạn trong ban cán bộ lớp cũng đi lại bàn của hai người. Châu nói, tôi ngồi đây được chứ? Lý gật đầu, Ừ ngồi đi, bàn con trống mà. Nhìn Lý, Châu ấp ứng. Hai bộ hôm ấy cũng có mặt ở trường, cho tôi hỏi chuyện này chút được không? Lý với Tiên nhìn nhau rồi đáp. Có gì bầu cứ hỏi đi. Châu rụt rè nói tiếp. Một tuần nay tôi không ngủ được, lúc nào cũng trong tình trạng nơm nớp lo sợ. Mặc dù nhà trường đã nói là có kẻ phá hoại, nhưng mà bóng mai bên cửa sổ tối hôm ấy tôi vẫn nhớ rõ như in. Lý, bộ cũng thấy mà, có phải không? Tôi muốn chuyển trường, nhưng chỉ còn một tháng nữa là thi hết năm học, ba mẹ tôi không đồng ý. nhìn gương mặt châu thể hiện rõ sự mệt mỏi, đôi mắt hơi thâm quầng. châu không nói dối, sự việc đó vẫn ám ảnh cô lớp trưởng tội nghiệp. sau hôm ấy châu nghỉ học hai ngày, phải đến khi cô giáo chủ nhiệm đến tận nhà cùng với bố mẹ khuyên nhủ châu mới dám đi học. mặc dù vậy tâm lý của châu mấy ngày qua không ổn định, cũng không thể trách cô giáo và bố mẹ châu được bởi đúng như Châu nói, phía nhà trường và công an chỉ khẳng định dòng chữ viết bằng máu trên tường của phòng hiệu trường là do con người. Nhưng sự việc Châu cùng các bạn nhìn thấy ma bên cửa sổ lớp 12A1 thì không ai tin, cũng như không ai có giải thích gì cả. Sau một tuần, đa số những người có mặt ở trường hôm ấy cũng đều đã bỏ qua chuyện này. Ngay như tiên, mất cả chiếc máy quay mà giờ tiên cũng không còn tiếc nữa. Ấy vậy mà, vẫn còn một người bị ám ảnh đó chính là châu nhìn châu lý thấy thương vô cùng từ một lớp trường năng động giờ châu đến lớp học cứ như một cực hình trong lớp châu không tập trung mà chỉ hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ dè chừng một thứ gì đó không muốn để bạn như vậy lẽ ra lý định để mọi chuyện qua đi nhưng giờ cô cần phải nói lý mỉm cười châu này bố vẫn nghĩ con ma đó là thật phải không Châu gật đầu lia lịa, cả người bạn đi cùng Châu cũng vậy. Chỉ duy mỗi tiên là không hiểu gì, bởi lúc đó tiên không có mặt. Lý tiếp tục. Bộ đừng sợ. Mình chắc chắn với bộ đó không phải là ma đâu. Thực ra ngay hôm ấy mình đã đoán được điều này, nhưng không có thời gian giải thích với mọi người. Sau khi công an vào cuộc, nên mình cũng không muốn nói nữa, bởi dù sao cũng chỉ là suy luận của cá nhân. Nhưng này, thấy bộ bị ám ảnh như vậy, mình sẽ phân tích cho bộ nghe. Châu lặng im chờ đợi, cả tiên cũng hóng hớt, lý bắt đầu. Trước tiên chúng ta ở đây đều đã biết câu chuyện về cô gái Trần Thanh Trúc, người đã tự tử tại trường này 5 năm về trước qua các bài viết trên mạng xã hội vài ngày qua. Sự thực thì mọi thứ suy cho cùng vẫn chỉ là tin đồn, mà cho dù chuyện đó có thật đi chăng nữa, tạm thời chúng ta cũng không xét đến điều đó. Chúng ta đang nói về dòng chữ tôi vẫn còn sống và con ma bên cửa sổ lớp 12A1. Thứ nhất, chắc chắn một điều đó là kẻ viết dòng chữ đó ắt hẳn phải là con người muốn viết được dòng chữ đó trong trường hắn sẽ phải đột nhập vào đây bằng một cách nào và hắn đã đánh thuốc mê bảo vệ có con ma nào cần phải đánh thuốc mê cho người khác bất tỉnh trong khi ma quỷ theo tớ được biết có thể đi xuyên qua tường hoặc ẩn hiện ở khắp mọi nơi tiếp sau việc hai bác bảo vệ bị ngất là việc tin bị đánh bất ngờ tối hôm đó trong trường mình có người đột nhập hắn đột nhập làm gì Câu trả lời đơn giản, hắn vào trường để thực hiện kế hoạch viết dòng chữ kia. Vô tình hắn phát hiện ra tiên đang đặt máy quay. Nếu là ma thì nó sẽ dọa cho tiên chết khiếp, chứ sao lại đánh úp tiên như vậy? Hắn cũng không phải là kẻ trộm, bởi vì nếu có mục đích trộm cắp, thì những thiết bị trong ba lô của tiên bán vội cũng có giá trên 20 triệu. Nhưng hắn chỉ lấy đúng cái máy quay, có thể cái máy quay đó đã ghi lại hình của hắn. Không có con ma nào lại hành động như con người vậy cả. Điều này chỉ ra rằng trong trường tối hôm ấy có kẻ gian và nhiều khả năng chính kẻ này đã giả ma để dọa chúng ta sau khi biết trong phòng học vẫn còn người châu run run hỏi nhưng lúc đó chính cậu cũng thấy cái bóng ấy nó lướt qua lướt lại trước cửa sổ con gì con người sao lại có thể lướt đi như gió như vậy được lý gật đầu đúng là con người không thể lướt đi như vậy được nhưng đó là con người bình thường còn nếu có dụng cụ hỗ trợ thì lại khác châu tròn mắt dụng cụ hỗ trợ là sao lý tiếp tục Lúc chạy ra khỏi phòng, tuy mất điện nhưng dưới ánh đèn pin điện thoại, tớ vẫn nhìn thấy vết trượt kéo dài trên nền hành lang. Vết trượt ấy lưu lại bởi thứ máu chảy trên người con ma. Và tớ biết, đó là vết trượt của giày ba tanh. Điều này giải thích cho vấn đề tại sao con ma lại có thể lướt đi như gió trước mặt mọi người. Còn nữa, thứ máu vương trên cửa sổ có mùi cổ phẩm màu nhuộm, ma chảy phẩm màu. Trời này lạ quá phải không? Người bạn đi cùng trâu thắc mắc. Vậy còn tiếng nói, tiếng cười phát ra lúc ấy thì sao? Lý nhẹ nhàng giải thích giọng nói với tiếng cười có thể thu âm rồi phát lại được mà trời tối lại mất điện nên mọi người sẽ có cảm giác tiếng nói đó vang từ đâu vọng về những điều tớ vừa nói đều dựa trên căn cứ tại hiện trường để tớ tổng hợp lại cho các cậu cùng nghe một lần nữa trần thanh trúc cô gái đã tự tử tại trường của chúng ta 5 năm trước và 3 năm nay cứ vào ngày trúc tự tử thì trong trường lại xuất hiện một dòng chữ được viết bằng máu động vật tôi vẫn còn sống hai năm trước chúng ta chưa nhập học nên không nói còn sự việc vừa qua, những người ở đây đã trực tiếp chứng kiến. Không có ma quỷ nào hết. Tối hôm ấy đã có kẻ đánh thuốc mê hai bác bảo vệ rồi đột nhập vào trường. Có thể khi đang đi tìm vị trí để viết dòng chữ kia, hắn đã vô tình thấy tiên đang có ý định đặt máy quay. Và hắn đã đánh ngất tiên. Tiếp đó hắn đã vô hiệu hóa hệ thống điện của nhà trường và giả ma hù dọa chúng ta. Tiên nói, nhưng nếu như vậy thì tại sao hắn lại phải giả ma dọa các cậu? Lý trả lời, vì hắn muốn nhiều người phải hoang mang hoảng sợ như vậy mục đích của hắn sẽ được thực hiện tốt hơn. Ngay từ đầu khi viết dòng chữ đó lên tường là hắn đã muốn có thật nhiều người biết đến chuyện này rồi. Việc giả ma giả quỷ càng làm tăng thêm mức độ rùng rợn, khiến cho nhiều người bàn tán về cái chết của cô gái tên Trúc kia. Và hắn đã thành công. Khác với hai năm trước, mọi chuyện gần như không bị dò gì ra, thì năm nay trường ta đã khốn đốn với sự suy diễn soi mói của rất nhiều người. Tất cả vừa nghe lý giải thích, vừa há hốc mồm ngạc nhiên không ai có thể ngờ chỉ với những luận điệu của lý tất cả đã được phơi bày một cách rõ ràng châu đưa tay lên ngực thở phào hóa ra là như vậy may quá sau khi nghe cậu nói xong tôi cảm thấy ổn hơn rồi tiên cười khẳng khặc ê bộ trường quan làm thám tử được đấy phá án còn hơn cả công an lý cười không có đâu chắc chắn công an họ cũng biết nhưng có thể trường không muốn mọi chuyện đi quá xa hoặc cũng có thể họ không tìm được hung thủ nên không công bố Châu này, bố yên tâm nhé. Lo mà tập trung ôn thi. Mấy hôm nay, bố như người mất hồn. Châu cười tươi rạng rỡ cảm ơn Lý. Nội ám ảnh của Châu những ngày qua đã được Lý giải tỏa. Châu cùng bạn của mình chào hai người rồi đi trước. Lúc này, Tiên mới thắc mắc. Vậy còn chuyện lúc bảy người chúng ta đứng dưới sân trường điện thoại không có sóng? Lý khẽ giật mình. Lý đáp. Mất sóng là chuyện bình thường mà. Tiên thấy có Lý. Tiên nói bộ ngồi đây tôi đi vệ sinh chút quay lại còn lại một mình những gì mà lý vừa giải thích cho các bạn đều là sự thật đó là lý do vì sao ngay lúc ấy lý đã biết con ma bên ngoài hành lang là giả nhưng lý không nói hết với các bạn thực chất vẫn còn một con ma nữa không thứ đó đúng hơn phải là một con quỷ xuất hiện ở trường tối ngày hôm ấy một tuần qua lý luôn suy nghĩ Tại sao lại có kẻ muốn khơi gợi lại cái chết đáng thương của Trần Thanh Trúc? Kẻ đó rốt cuộc muốn làm gì? Lý đã nghĩ đến một vài giả thuyết, nhưng cô không chắc chắn. Khác với bác công, hồn ma bóng quế của Trúc mà Lý nhìn thấy rất đáng sợ. Dù một tuần trôi qua không còn thấy cô ta nữa, nhưng Lý luôn cảm thấy bất an. Linh cảm mách bảo Lý rằng sắp có chuyện khủng khiếp xảy ra. trời nổ sấm chớp mưa nặng hạt bắt đầu rơi tiền vẫn chưa quay lại lý nhìn đồng hồ rồi đứng lên định đi tìm quay lưng bất chợt lý đụng trúng một người đang đi tới bàn của cô va chạm khiến cho đồ ăn trên khay của bạn nữ kia rơi tung tóe xuống nền nhà lý vội nói Ơ xin lỗi bạn mình vô ý quá để mình nhặt cúi xuống nhặt cái bánh mì và hộp sữa lên lý đang định đặt lên khay thì cô hoàng hồn trên cái khay đó là cái đầu với mái tóc dài lõng thỏng rũ xuống mép khay. Đôi mắt từ trên cái đầu đang trợn trừng nhìn thẳng vào Lý, miệng đó khẽ mấp máy. <laughs> Tìm thấy các bạn rồi, trời <laughs> với tớ đi, tớ cô đơn lắm. Lý sợ đến không cất lên được lời nào cô gái mặc đồng phục của trường với cơ thể kỳ dị nhúm đầy máu hai tay cô ta bị gãy nát nhưng vẫn đang cầm cái khay đựng đầu của mình một tiếng sấm động trời kèm theo cơn gió mạnh lạnh ngắt lùa vào phía cửa căng tin sau tiếng sấm ấy lý mở mắt ra thì không còn thấy gì nữa cơ thể bất động đôi chân cứng nhắc không di chuyển nổi ánh mắt lộ rõ về kinh hãi đôi bàn tay run run lý tự nhủ cô ta cô ta thật đáng sợ giờ học buổi chiều cơn mưa vẫn chưa ngớt bầu trời tối sầm lại sấm chớp vẫn giật liên tục tiếng sấm khiến cho tiết học bị gián đoạn ngồi bên cửa sổ lý nhìn ra bên ngoài trời cơn mưa nặng hạt Cô chưa hết bằng hoàng bởi sự việc xảy ra ở dưới căng tin nhà trường. Lúc ấy, Lý sợ đến chết khiếp. Tại sao hồn ma của Trúc lại làm như vậy? Câu hỏi chưa có lời giải thích. Tia sét xẻ dọc bầu trời u ám. Ánh sét chớp tắt cũng là lúc Lý tròn mắt. Cô đứng bật dậy. Trong ánh chớp giật vừa lóe lên, dưới gốc cây bàng khoảng giữa sân trường có một cô gái đang đứng đó rõ ràng mới vừa đây lý còn nhìn thấy cô ta nhưng chỉ sau một cái chớp mắt cô ta biến mất thấy lý mất tập trung cô giáo dạy tiếng anh nhắc nhở lý em làm sao vậy sao đang trong giờ học lại đứng lên mọi ánh nhìn của các bạn đều hướng về phía lý lý cúi đầu xin lỗi cô rồi lấy lý do bị giật mình bởi tiếng sét Lát sau cô giáo nói với Châu Lớp trưởng Em xuống phòng giáo viên Lấy cho cô quyển giáo án bổ sung Trời mưa to thế này Giảng các em cũng khó tập trung Cô sẽ để các em làm bài kiểm tra giấy Cô để ngay trên bàn làm việc của cô Em sẽ thấy ngay thôi Châu vâng dạ rồi bước ra ngoài Bất giác Lý thấy dùng mình Toàn thân cô nổi da gà Không hiểu vì sao Lý có cảm giác ai đó đang nhìn mình Khẽ đỏ mắt ra phía cửa sổ Nhìn xuống dưới sân trường lý nuốt nước bọt. Trong cơn mưa tầm tã là cô gái mặc đồng phục của trường ban nãy. Lý nhìn thấy dưới gốc cây bàng. Chỉ khác lúc này cô ta đang đứng giữa sân trường với cánh tay giơ lên cao. Cô ta đang chỉ tay thẳng về phía Lý. Và hình như cô ta đang nhoèn miệng cười. Sấm nổ dữ dội. Cả lớp giật mình. Có người còn phải hét lên vì sợ. Lý không chớp mắt cô vẫn đang nhìn ra khoảng sân trường ướt đẫm đọng vũng nước mưa nhưng một lần nữa cô gái kia lại biến mất bên ngoài hành lang có tiếng chạy vội vã à, à, cô ơi, lớp lớp cô có bạn bị ngã cầu thang máu máu mà, máu chảy nhiều lắm là trực ban sao đỏ bạn trực ban vừa thở hồng hộc vừa báo tin cả lớp lập tức xôn xao. Lý thẳng thốt, không suy nghĩ nhiều. Cô bật dậy chạy khỏi lớp học. Trong lớp, mọi người cũng ngủ ra. Lý nghĩ trong đầu. Không thể nào, chẳng lẽ người đó là Châu ư? Khối lớp 10 nằm trên tầng 2. Chạy đến lan can cầu thang dẫn xuống tầng 1. Lý đứng sững lại. Bởi bên dưới sảnh, người đang nằm sóng xoài, bất động, chính là Châu. Bên cạnh Châu còn một bạn sao đỏ khác đang đứng bối rối không biết phải làm sao. Cô giáo cùng với các bạn trong lớp cũng đã đến nơi. Cô giáo vội nói. Mấy bạn năm đâu rồi? Nhanh khiêng Châu xuống phòng y tế, khiêng nhẹ thôi. Sao máu chảy nhiều thế này? Bạn sao đỏ ấp ống đáp. Bạn ấy bị ngã từ trên hành lang cầu thang tầng 2 xuống, đầu đập và bậc lên xuống. Chúng em đi kiểm tra sĩ số các lớp thì thấy máu đã chảy như vậy rồi. Biết bạn ấy là lớp trưởng lớp 10B2 nên em chạy thông báo với cô Châu được bốn bạn nam khiêng lên mà vẫn không một chút động đậy. Ai có mặt ở đó cũng sợ hãi, không biết là Châu còn sống hay không. Cô giáo dạy tiếng Anh vội đi theo xuống phòng y tế. Cô nói với học sinh. Các em quay lại lớp tự quản, đừng đứng tập trung ở đây. Giờ cô phải đi cùng xuống phòng y tế. Lý nói run run, cô, cô, cô cho em đi với. Cô giáo gật đầu, được rồi, em đi theo cô. Còn các bạn khác, quay lại lớp, đừng gây mất trật tự. Trời vẫn mưa như chút nước. Khá vất vả, mọi người mới đưa được Châu xuống phòng y tế. Cô phụ trách y tế cũng phải giật mình, bởi máu trên đầu Châu vẫn không ngừng chảy. Sau khi sơ cứu tạm thời và băng bó xong, cô y tế lo lắng nói. Mất máu nhiều như vậy, mà giờ vẫn chưa có dấu hiệu tình lại, phải đưa vào bệnh viện để chụp chiếu xem thế nào. Ở đây chỉ sơ cứu tạm thời được thôi. Để tôi gọi lên ban giám hiệu điều xe của trường chờ em ấy đi. Một lát sau, xe nhanh chóng được đưa đến, mọi người vội vã đưa Châu lên xe. Lý cũng muốn đi, nhưng thầy cô nói không được. Phòng y tế lúc này lại chỉ còn một mình Lý, cả câu y tế cũng đã theo xe đi đến bệnh viện. Các bạn nam sau khi đưa Châu lên xe cũng quay về lớp. Lý thất thểu bước những bước chân nặng nhọc, nhưng chưa ra khỏi ngưỡng cửa thì Lý lại nghe thấy những âm thanh âm thanh đó phát ra từ bên trong phòng nhưng rõ ràng trong phòng lúc này đâu còn ai nữa quay đầu nhìn lại ẩn hiện sau tấm màn tre bàn làm việc của nhân viên y tế và dừng nằm cho học sinh là một bóng đen đang chuyển động bóng đen đó có dáng dấp của một cô gái với mái tóc dài lý há hốc mồm toàn thân cô run rẩy khi sau tấm màn đó phát ra một giọng nói âm u Lạnh lẽo. Trời với tớ đi mà. Vào đây nào. Tớ sẽ trích thuốc cho cậu. <laughs> Lý khẽ lùi lại. Cô nắm chặt hai bàn tay. Như một cách phòng vệ bản năng. Bóng đen phía sau tấm màn ấy vẫn đang nhấp nhô. Lý nói bằng giọng run run. Cô. Là cô. Tại sao... Tại sao cô, cô lại làm như vậy? Bóng đen đó bất chợt dừng lại. Không gian xung quanh đột nhiên trở nên nặng nề. Chẳng có ai kéo, nhưng tấm mảnh tre kia đang từ từ thu gọn lại. Lý đổ mồ hôi lạnh. Cô nhìn chăm chăm vào tấm mảnh, cho đến khi nó được thu lại hết. Phía sau tấm mảnh không có ai. Chỉ có hai chiếc giường trống trơn Chẳng ai nằm Cô, cô ta đâu? Khi mà Lý còn đang tự hỏi trong đầu Thì ngay bên dưới chân cô Vang lên một tiếng cười man dợ <laughs> Ở đây cơ <có> mà <laughs> Lý đưa mắt nhìn xuống dưới chân một cái đầu với bộ tóc dài vừa lăn lông lốc rồi dừng ngay tại chỗ của cô cái đầu đó ngẩng lên nó hướng cặp mắt to đen sì sâu hoắm nhìn thẳng vào lý rồi ngoác miệng ra cười quá đỗi kinh hoàng lý nhắm mắt hét lớn ơ à, đừng đừng lại gần tôi từ trên giường phòng y tế dưới lớp chân mỏng thứ gì đó đang bắt đầu lồm cồm bò ra đó là một kết xác không đầu, mặc đồng phục của trường. Kết xác đầy kinh dị ấy, từ từ, loạn khu khua đôi cánh tay nhơ nhớp từng thảng thịt, tiến về phía cửa phòng y tế, nơi Lý sợ đến chôn chân, không cử động nổi. Lý run đến ngồi thụp xuống đất, như ngay lúc đó, có cảm giác người mình vừa được ai đó đỡ lên. Này, sợ chấm chấp đến mức không đứng dậy được hả? là giọng của tiên cơ thể của lý ướt đẫm mồ hôi mặc dù tái nhợt trong đời chưa bao giờ lý trải qua một cảm giác sợ hãi đến như vậy nuốt nước bọt trước mặt lý bây giờ thứ đó không còn nữa tấm rèm tre vẫn y nguyên không bị ai kéo ra lý buông thõng hai tay rồi thở gấp mọi chuyện thật khủng khiếp phải mất một lúc Lý mới có thể đứng dậy, tin hỏi: Bồ làm sao vậy? Từ lúc ở căng tin đến lúc học xong, xong đến bây giờ, bồ lạ lắm, không được khỏe phải không? đợi mãi không thấy bồ quay lại lớp, thấy mấy thằng kia bảo bồ vẫn ở dưới này, nên tôi chạy xuống tìm. sao mà lại ngã ra như vậy? Lý ấp úng đáp: Tại, tại tôi thấy máu nên hơi chóng mặt, lên lên lớp thôi. Hai cô bạn dìu nhau bước đi trên hành lang. tiên thấy Lý đang run lên từng chập, vẻ mặt hoảng loạn, Tiền lo lắng. Sao sao vậy? Có có đi được không? Lý mấp máy môi, nói chậm rãi. Đi đi, đừng đừng hỏi gì cả. Bởi vì giọng nói đó chỉ có một mình Lý nghe thấy. Tìm thấy các bạn rồi. <laughs> sao không ai chơi với mình? Mình buồn quá. Ngày hôm đó, cả trường xôn xao về việc Châu bị ngã cầu thang. Một lần nữa, sự việc khiến cho tin đồn về ma quỷ trong trường tiếp tục được học sinh bàn tán. Trong đó, những người lo lắng nhất chính là những người có mặt ở trường tối ngày hôm đó. Lời đồn được theo dệt lên một cách đáng sợ. Đi dọc hành lang, Lý có thể nghe thấy những tiếng xì xào có khi nào câu chuyện trên mạng là thật không nhỉ? Người ta nói trường mình có người tự tử, mà nghe đồn học sinh trường mình có người nhìn thấy con ma đó rồi đấy. Ma quỷ gì? Xài chân ngã cầu thang thôi mà, mấy cái nhảm nhí đó đừng có tin. Ê ôi, có ma thật, chắc tôi nghỉ học quá. Tôi sợ nhất là ma, nghĩ thôi, đã lạnh hết cả người. Thấy tiên định giải thích, Lý vội kéo tay tiên lại. Đừng, kệ họ đi. Có nói gì bây giờ, cũng không giải quyết được gì đâu. Tiên đáp, nhưng mà cứ để mọi người nghĩ là có ma thật à? Lý im lặng không nói gì. Bước vào lớp học. Lý thấy nhóm cán bộ lớp có mặt tối hôm ấy đang ngồi tụ tập lại một chỗ với nhau. Trong đó có cả người bạn buổi trưa đi cùng châu dưới căng tin nhà trường. Thấy Lý, cô bạn đó cúi mặt xuống không dám nhìn. Lý lặng lặng về chỗ của mình. Nhóm bạn kia đứng dậy bước đến chỗ Lý. Một người hỏi. Này, chẳng phải cậu nói con ma đó chỉ là già thôi sao? vậy chuyện của châu là thế nào lý không biết phải giải thích như thế nào bởi bản thân cô cũng vừa gặp phải cảnh tượng đầy ám ảnh hơn nữa lý cũng đâu có lỗi trong việc này nhưng cô lại đang bị nhóm bạn kia công kích chỉ vì họ cũng đang sợ và họ muốn tìm một ai đó để đổ lỗi bản chất con người là như vậy tiên thấy vậy liền đi lại rồi đáp làm sao cậu hỏi như vậy là có ý gì cậu ấy đâu phải nguyên nhân khiến cho châu bị ngã lý cũng muốn giúp châu gạt đi nỗi sợ mà thôi giờ mấy cậu chất vấn cứ như mọi chuyện là do lý gây ra vậy đừng có vớ vẩn cả nhóm kia im mặt bởi tiên nói đúng tim đen của họ người bạn đi cùng với châu bỗng dưng ôm mặt rồi ngồi xuống ghế khóc lóc <laughs> nó sẽ không tha cho chúng ta đâu rồi chúng ta cũng sẽ bị như châu mà thôi tiên cau mày tiên vốn dĩ không tin vào chuyện ma quỷ Nay lại thấy đám người này muốn bắt nạt Lý, nên Tiên khó chịu, Tiên gắt. Lý đã giải thích như thế rồi, các cậu vẫn còn u mê à? Chuyện của Châu chỉ là tai nạn, đừng có hơi một tí là lôi ma quỷ vào, vớ vẩn. Đúng lúc đó một thầy giáo bước vào, cả lớp đứng dậy chào thầy, thầy giáo nói. Tiết sau vẫn là giờ học thêm tiếng Anh, nhưng cô Thi đang ở trong bệnh viện, nên lớp nghỉ. Cô Thi nói sẽ dạy bù vào ngày khác, lớp vó cho các bạn về, nha. Lý vội đứng dậy hỏi, Thầy ơi, có tin tức gì của bạn Châu không ạ? Thầy giáo khẽ thở dài. Thầy cũng có hỏi, nhưng do ba đập mạnh, mất máu nhiều nên Châu vẫn chưa tỉnh. Trời mưa ngớt rồi, các em tranh thủ về đi, nhớ cẩn thận nhé. Chào các em. Lý ngồi thụp xuống. Vậy là Châu vẫn chưa tỉnh. Nhìn mặt thầy, Lý có thể đoán được tình trạng của Châu rất xấu. Đó cũng chính là lý do mà những thầy cô đưa Châu vào bệnh viện vẫn chưa quay lại. Tiền vỗ vai Lý. Về thôi, còn ngồi đó làm gì nữa, Chẳng hiểu tại sao, nhưng sau khi tai nạn của Trông diễn ra, nhóm cán bộ lớp kia lại nhìn Lý bằng ánh mắt giận dữ. Bên ngoài, mưa cũng đã tạch, bầu trời vẫn âm u, mặc dù lúc này mới chỉ là 2 giờ chiều. Đem theo tâm trạng bất an đó về đến nhà, Lý mở cổng bước vào trong. Thấy con về sớm hơn bình thường, bà Nhung vội hỏi. Sao hôm nay tan học sớm vậy con? Lý trả lời mẹ. Dạ cô giáo có việc đột xuất, nên cho lớp nghỉ sớm à. Mẹ đang làm gì vậy? Bà nhung cười. À, mẹ đang uh, dọn lại ít đồ đạc cho con. Mà này, chưa anh Thành có sang đây. Anh ấy gửi lời chào con đấy. Lý ngạc nhiên. Anh Thành con mắc công. Lý hỏi. Gửi lời chào. Sao lại vậy ạ? À? Bà nhung đáp. Ờ, bên đó họ ra bán ngôi nhà. Không ở đây nữa. <laughs> nghĩ cũng phải. Sau chuyện đó, hàng xóm xung quanh bản gia tấn vào cũng không chịu nổi. Và mẹ thì mẹ cũng bỏ đi thôi. Nghĩ cũng khổ thân, gia đình đang là niềm mơ ước của bao nhiêu người phút chốc tan nát hết cả Con nả mơ mẹ cũng không dám nghĩ bác ngà lại là người chủ mưu giết chồng mà anh thành cũng nói công an đã bắt được tay tài, tài xế đâm chết bác công rồi hắn khai nhận tất cả quần dã man vì tiền mà dám giết người lý thở hắt ra có chút gì đó thoáng buồn nhưng dẫu sao kẻ ác cũng đã bị bắt như vậy bác công cũng được an nổi phần nào còn tội của bác ngà chắc bác ấy sẽ phải chịu những hình phạt từ chính lương tâm của mình khi đối diện với con cái bà nhung nói thêm anh thành còn mua cho con bộ sách tiếng anh đó anh ấy bảo sách này nhờ người mua bên nước ngoài mẹ từ chối nhưng anh ấy bảo chắc chắn con sẽ thích mẹ để trên bàn tivi kia kìa lý bước đến rồi khẽ cầm một quyển trong bộ sách đó lên đúng là những quyển sách mà lý đi tìm khắp các hiệu sách của hà nội nhưng không có nhưng tại sao anh Thành lại biết cô muốn có những quyển sách này. Khẽ mở quyển sách ra, Lý thấy một tờ giấy viết những dòng chữ nhỏ. Ba anh nói em sẽ thích những quyển sách này. Gia đình anh cảm ơn em nhiều lắm. Số điện thoại anh ghi dưới đây. Có chuyện gì cần giúp đỡ, em cứ gọi. Cảm ơn em. Lý khẽ mỉm cười. Cả ngày hôm nay cô phải đối diện với những thứ hãi hùng. Nhưng khi đọc mảnh giấy, cô thấy nhẹ nhõm hơn có vẻ như anh thành đã biết điều gì đó nên anh mới biết như vậy nhưng đâu có sao vì mảnh giấy còn hơn cả một lời cảm ơn tối hôm đó ăn cơm vợ chồng ông điền khá hài lòng khi nhìn trên tay con gái vẫn luôn đeo chiếc vòng trầm di vật của bà nội nhưng cả hai đều không biết chỉ khi ở nhà lý mới đeo cho bố mẹ vui còn đến trường cô lại cất nó vào hộp để trong ba lô cẩn thận Bố mẹ cô cũng không dùng mạng xã hội, nên cả hai đều không biết gì về những thông tin đang lan truyền trên mạng những ngày qua. Nếu không, có lẽ ông Điền bà Nhung sẽ lại lo lắng cho con lắm. Bởi cả hai đều cực kỳ tín. Sự việc có bác công khiến cho bố mẹ Lý một phen hú hồn. Như thường lệ, Lý học bài đến gần 11 giờ khuya. Vì mai là Chủ nhật nên Lý học muộn hơn ngày thường. Khi mắt bắt đầu mỏi, thì trời cũng rất chuyển dần về đêm đóng cửa lại Lý tắt đèn học bật đèn ngủ rồi lên giường nằm nhưng vừa hạ lưng thì điện thoại của Lý rung lên Lý với tay lấy điện thoại thì đó là một số lạ không được lưu trong danh bạ đã khuya lại là số lạ nên Lý tắt đi không nghe tuy nhiên ngay sau khi tắt đi thì số đó tiếp tục gọi đến lý nuốt nước bọt không biết nên nghe hay không tiếng rung của điện thoại vẫn vang lên ì èo và rồi lý quyết định nghe máy alo ai vậy ạ à? đầu dây bên kia không có ai trả lời lý hỏi lại ai đấy ạ à? sao lại gọi vào giờ này Từ trong điện thoại phát ra âm thanh giống như tiếng gió thổi. Mặc dù chỉ nghe thôi, nhưng Lý cũng thấy hơi lạnh lạnh. Ngoài tiếng gió ra, vẫn không có người nói. Lý hỏi lại một lần nữa, nhưng giọng của cô chậm lại. Ai đây? Toàn thân Lý tê cóng. Cơ thể cô trong khoảnh khắc trở nên lạnh ngắt, bởi một điều cười ma quái vừa bất chợt vang lên kèm theo giọng nói đầy gây rợn. <laughs> Tìm thấy bạn rồi nhá. <laughs> Chơi với mình đi. Bất giác, Lý lùi người sâu vào trong góc giường. Lý quăng chiếc điện thoại xuống đất. Đó là giọng của cô ta. Cả điều cười man dở ấy nữa. Nhưng tại sao cô ta lại có thể gọi điện thoại? Lý không dám chớp mắt. Lý nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, vẫn đang trong cuộc gọi. Thời gian vẫn đang nhảy từng giây. Dường như bên kia đã tắt máy. Màn hình điện thoại lóe sáng một chút rồi vụt tắt. 12 giờ đêm, không gian tĩnh lặng khi màn đêm buông xuống, không một chút tiếng động. Nằm chùm chăn với đôi mắt mở trừng trừng, Lý không dám thở mạnh. Thời gian cứ thế trôi đi không biết lúc này đã là mấy giờ nhưng một lần nữa lý phải bịt tai co quắp người bởi dưới sàn nhà âm thanh đó lại vang lên nó vẫn đang tiếp tục gọi điện đến 5 giờ sáng tại Mai Châu, Hòa Bình. Ông Vương vừa đi đâu đó về. Có vẻ như cả đêm hôm qua ông không ở trong resort. Khẽ mở cánh cửa ra thì Mẫn đi lại từ đằng trước. Mẫn cúi chào rồi hỏi. Sếp, sếp đi đâu mà dậy sớm vậy à? Ông Vương đáp. Không có gì. Tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Mà sao cậu cũng dậy sớm thế? Trời hãy còn tối cơ mà. Mẫn mỉm cười. Sếp lại quên rồi. Ngày nào tôi cũng dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị công việc. Gần đây hình như sếp có chuyện gì phải không? Tôi thấy sếp thường đi đâu đó vào. Cậu đang dò xét ta đấy à? Ông Vương quay lại nhìn Mẫn gần giọng. Ánh mắt của ông Vương khiến cho Mẫn dùng mình không nói được hết câu. Mẫn bồi vàng cúi dạp phân trần. Sếp, tôi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Chỉ là tôi quá lo lắng cho sếp. Gần 10 ngày qua, sếp ăn uống thất thường hay bỏ bữa. Có thể sếp không chú ý, nhưng nhưng trên đầu sếp đã xuất hiện những sợi tóc bạc. Nếu xếp cứ thế này, tôi thấy mình đã không hoàn thành trách nhiệm của một người họ đường, mong sếp tha nỗi Ông Vương nói, Xin lỗi cậu, ta hơi nóng. Đừng có lo, ta tự biết chăm sóc bản thân mình. Gần đây có một số việc cần phải giải quyết gấp, nên ta ít xuất hiện. Cậu chỉ cần thay ta quán xuyến mọi chuyện trong resort này là được. Không có lời của ta, tuyệt đối không được vào trong phòng. À, còn nữa, việc xây dựng đền thờ ở khu vực đó sao rồi? Mẫn đáp, Báo cáo sếp, mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi. Tất cả các công đoàn đều do hai tay thợ tôi đưa từ bên kia sang. Họ đều là những người lành nghề. Theo lệnh của sếp, tôi cũng giám sát rất kỹ. Nhưng như sếp nói, vị trí đó là hầm mộ, ẩn chứa nhiều bí mật nguy hiểm. Liệu để họ ở vào đó có sao không? Ông Vương nhếch mép cười. cười. Dù có muốn, chúng cũng không mở được đâu. Hơn nữa nếu chúng có ý định làm điều gì không nên, chúng sẽ phải chết. Thôi, cậu tiếp tục công việc của mình đi giờ ta cần nghỉ ngơi một chút đừng làm phiền ta mẫn không nói gì thêm ông vương bước vào phòng rồi đóng cửa lại mẫn thực sự không biết khoảng thời gian vừa qua ông vương đang có ý định gì nhưng rất hiếm khi mẫn được nhìn thấy ông vương chính vì vậy mà hôm nay mẫn cố tình đến đây vào giờ này để gặp ông vương vì mẫn biết ban ngày ông vương sẽ ở trong phòng kín không ra ngoài thậm chí còn không dùng bữa nhưng khi màn đêm buông xuống ông vương sẽ rời khỏi phòng chính xác hơn ông vương đi vào rừng trong đêm còn mục đích là gì thì mẫn không biết chỉ biết cả đêm ông vương không quay lại cho đến khi trời sáng thần xác của ông vương cũng đã thay đổi một cách nhanh chóng như vừa nãy mẫn nói ông vương đã có những sợi tóc bạc không chỉ vậy gương mặt có phần hốc hác ông vương gầy đi trông thấy một điều quan trọng nữa chính là tính khí của ông vương cũng thay đổi dễ nóng giận cáu gắt và có phần đáng sợ rất khó giải thích đó trái ngược lại với hình ảnh của ông vương trước đây luôn điềm đạm không biểu độ cảm xúc dù gặp bất cứ chuyện gì là một người đi theo ông vương từ khi còn nhỏ hơn ai hết mẫn hiểu chủ của mình là người như thế nào mẫn đã bắt đầu có chút hoài nghi về điều này kể từ khi cái nơi được ông vương gọi là hầm mộ ấy xuất hiện sau ngày hôm ấy ông vương bắt đầu tách biệt với thế giới bên ngoài nhưng nếu hầm mộ quan trọng như vậy, tại sao ông vương lại để cho hai người Trung Quốc kia tự do làm việc ở đó? Nhưng có một điều lạ, ngay chính hai người Trung Quốc mà Mẫn đưa sang, khi nhìn thấy di tích lạ lùng ấy, họ cũng không dám hé răng hỏi lấy một lời. Ông vương cũng đã gặp họ một lần trước khi bắt đầu công việc. Không hiểu ông vương nói gì với họ, mà hai tay thợ được Mẫn cho là am hiểu về phong thủy, có kinh nghiệm lâu năm trong việc xây dựng đền thờ, miếu mà lại đồng ý tiếp tục công việc dù trước đó họ đã có ý định thoái thác ông vương vào rừng ban đêm để làm gì nơi được gọi là hầm mộ ấy rốt cuộc ẩn giấu bí mật kinh khủng nào những câu hỏi của mẫn không có lời giải đáp và mẫn biết nếu như mình quá tò mò thì cái giá phải trả sẽ là chính mạng sống của mình người nhà họ vương luôn luôn là một giai thoại là một ẩn số lớn qua mỗi đời kế tiếp mà chúng ta không thể nào nắm bắt được đó là một câu mà cha của mẫn cũng là người đã theo hầu hạ đến hai đời người nhà họ vương mà ông vương gọi với cái tên đường sư phụ từng nói với chính mẫn câu nói mang rất nhiều hàm ý thâm sâu nói về người nhà họ vương và đến bây giờ mẫn đã hiểu vì sao cha mình lại nói như vậy những thứ ông vương đang làm ở đây thật kỳ lạ Lý ơi, dậy ăn sáng đi con. Mẹ mua về rồi. Dậy đấy nhanh rửa mặt rồi ăn đi kẻo nguội. Bà Nhung gõ cửa gọi con nhưng không thấy Lý trả lời. Lúc này đã là 9 giờ sáng. Bình thường kể cả ngày chủ nhật, Lý cũng chỉ ngủ đến 7 giờ là cùng. Thấy sự lạ, nghĩ con hôm qua học khuya nên còn ngủ nướng. Bà Nhung mở cửa bước vào trong. Trên giường, Lý vẫn đang trùm chăn kín mít. Dưới sàn nhà là chiếc điện thoại di động. Bà Nhung nhặt chiếc điện thoại lên, khẽ thắc mắc. Sao lại quăng điện thoại xuống đất thế này? Khẽ lật tấm chăn lý đang trùm, bà Nhung thở phào. Chắc học bệt quá nên hôm nay ngủ đứng, nhưng cũng phải gọi nó dậy xuống, ăn xong rồi ngủ gì thì ngủ. Nhìn cô con gái vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon, bà Nhung khẽ vén những lọn tóc rối sang bên vành tay, rồi khẽ gọi. Lý, Lý ơi, dậy đi con. Chẳng hiểu tại sao Lý choàng tỉnh, Cô mở to hai mắt nhìn trừng trừng về phía mẹ rồi giật mình hét lớn. Không, không, đừng lại đây. Bà Nhung xứng người trước biểu hiện lạ lùng của con. Nhưng có vẻ như ngay sau đó Lý đã bình tâm trở lại. Cô nhận ra người vừa gọi mình là mẹ, chứ không phải thứ đó. Lý vội xin lỗi. Mẹ, là mẹ à? Con, con xin lỗi, con, con. Bà Nhung vỗ vỗ tay vào lồng ngực. Bà nói, con nằm mơ thế ác mộng à? Mẹ đây chứ còn ai nữa, Sáng bảnh mắt rồi. Lý nhìn ánh nắng bên ngoài chiếu qua khe cửa sổ hắt vào trong phòng, thấy mẹ đang ở đây, cô thở hắt ra một cách nhẹ nhõm. Trời sáng rồi, cô ta không có ở đây. Lý trả lời mẹ, "Vâng, con bị bóng đè nên mở mắt ra, giật mình." Bà Nhung đáp, "Thảo nào mẹ thấy con ngủ chìm cả người đi." Nhìn vào cổ tay, thấy con không đeo chiếc vòng trầm, bà Nhung hỏi, "Sao con không đeo vòng?" Lý trả lời tối đi ngủ con tháo ra cho thoải mái thực sự là đeo chiếc vòng con thấy bất tiện lắm ngồi học viết nó cứ vướng víu kê cả vào tay bà nhung biết tính cách con gái mình lý là người đơn giản khác với những cô gái cùng trang lứa đến tuổi dậy thì đều thích váy vóc trang sức son phấn còn lý thì không thích những thứ đó lý luôn cho rằng đeo trang sức sẽ vướng lý thuộc tiếp người cổ điển ư sự mộc mạc chẳng bao giờ lý đòi bố mẹ mua trang sức hay váy vóc cả Vợ chồng bà Nhung mấy lần mua váy cho con, nhưng rồi chẳng khi nào lý đụng đến. Chuyện bác công cũng đã qua được một thời gian. Sau lần đó, bà Nhung thấy con không có biểu hiện gì lạ. Chắc mầm trong đầu cũng không có gì, bà Nhung ậm ừ. Nếu con thấy vướng thì không theo cũng được. Nhưng đó là vòng của bà nội, con phải giữ cẩn thận nhé. Mà chiếc vòng có mùi thơm rất đặc trưng, mẹ cứ nghĩ con sẽ thích. Thấy mẹ thoáng buồn, Lý nói, Vâng, con sẽ giữ cẩn thận vừa đánh răng rửa mặt xong lý định bước xuống nhà thì chiếc điện thoại ban nãy mẹ cô Nhật để lên bàn học lại rung lên lý thoáng giật mình cô không dám cầm máy bởi cô sợ số điện thoại đêm hôm qua lại gọi đến rón rén nhìn vào màn hình không phải số lạ đêm qua mà là số của tiên hôm nay chủ nhật chắc có lẽ tiên gọi điện để rủ lý đi chơi lý cũng muốn ra ngoài một chút bắt máy chưa kịp nói gì thì bên kia tiên đã hốt hoảng may quá bố có nghe máy có chuyện xảy ra rồi đội kia đang xôn xao hết cả lên chúng nó vừa gọi cho tôi <laughs> không lẽ không lẽ chuyện đó có thật quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 7 của hầm mộ rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cô các bạn hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tập 7 của Hâm Mộ Với những diễn biến đang rất là gây cấn và căng thẳng Ở tập 6 thì chúng ta đã dừng lại Ở chi tiết là hai cô học sinh Lý.